hơn một tháng rưỡi một chút xíu nữa là mình đi thi thật rồi. Thế cho nên là mong tất cả các bạn hãy dồn hết thế nào nhỉ? Tất cả những cái sức lực đúng không? Tâm trí của mình dồn cho cái việc học tiếng Nhật này mọi người nhá. Bởi vì sắp tới là chúng ta có kỳ thi cực kỳ quan trọng, và để đồng hành cùng các bạn trong chiến dịch lần này thì Dũng Modi cũng sẽ triển khai phần livestream tiếp sức mùa thi JLPT ở đầy đủ tất cả các cấp độ từ N5 cho tới N1 luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi N3 mọi người nhá, giải quyết 20 câu hỏi của N3. Nếu các bạn thấy hay thì hãy thả like, đăng ký kênh và bấm biểu tượng giờ chuông để nhận được thông báo khi Dũng Modi có video mới nhất nhé. Chúng ta sẽ đi luôn đến buổi học, đến bài học ngày hôm nay của mình nhá. Bắt đầu từ câu số 21. Hai. Đai các cự, đai các cự sotsugyo go wa ryu gaku suru ka? Nani nani? Chūshoku suru ka? Hai. Đây các bạn nhìn thấy đây là một câu hỏi đưa ra sự lựa chọn đúng không? Hay sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ đi du học hay là đi làm vậy? Rồi, bạn Bảo Long dịch rất hay đúng không cả lớp? Chính xác, đáp án là 4番 です. Sore tomo mình sẽ dịch là hay là hoặc là đúng không? Nói chung là sẽ đưa ra sự lựa chọn đấy mọi người. Hay ở đây thì bạn ấy có hai sự lựa chọn đúng không? Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu sẽ đi du học hay là đi làm luôn, được không nào? Ba đáp án còn lại các bạn nhìn nhá. Ima kara, sore kara, itsu kara. Có dễ không mọi người? Ima kara, ima là bây giờ thì ima kara sẽ là từ bây giờ đúng không? Ima kara như không có bên kia shimasho, đúng không nào mọi người? Còn số 2, sore kara là sau đó dùng để liệt kê thứ tự của hành động. Ví dụ, okite asa gohan o tabete sore kara kaisha ni ikimasu, đúng chưa? Còn số 3, itsu kara có nghĩa là từ khi nào đúng không? Itsu kara minasan wa nihongo benkyou shimashita ka? Được chưa? Thì trong quá trình chúng ta chữa cả các những đáp án sai thì mọi người hãy cố gắng lấy một câu ví dụ nào đó thật là ngắn gọn thôi, vận dụng được hết tất cả những kiến thức mà mình biết để thành lập một câu ví dụ để xem là mình đã tư duy trật tự từ câu cú ok chưa, đúng không? Sẽ tham khảo và trao đổi cùng các bạn khác nhé. Hãy câu 22. Nani nani jikan desu kara ikimashou ka. Hãy 1 guzu guzu, 2 ma ma, 3 mada mada, 4 soro soro. Hãy một câu hỏi về từ lấy đúng không mọi người? Hầu như phương án của mọi người đều chọn 4 đúng không? Xin sẽ đọc một số bạn nhé. Ví dụ Kim Anh 4 này, Bảo Long 4, Phương Thảo 4, Nhật Vi 4. À, tới giờ rồi đi thôi. Vì sắp tới giờ rồi cùng đi thôi. Chính xác mọi người nha. Đáp án của chúng ta là 4番 desu. Soro soro, sắp sửa đúng không? Vì sắp đến giờ rồi cho nên cùng đi thôi đúng không? Đi thôi nào. Hay. Số 1, guzu guzu. Đố bạn nào biết cái này là gì đấy? Cái này là khó nhất trong 4 từ ở đây đúng không? Mình sẽ chữa từ dễ đi. Chúng ta có từ mama là tàm tạm đúng không mọi người? Tàm tạm. Hãy không tốt, không dở, không ngon, không kém đúng không? Còn mada mada thật ra nó có 3 nghĩa mọi người nha, và mình sẽ giới thiệu lần lượt cho mọi người như sau. Thứ nhất có nghĩa là chưa tới, ví dụ chưa tới mùa đông đúng không? Mada mada fuyu wa konai ne. Hãy. Còn số 2, mada mada còn thể dùng trong câu khẳng định, ví dụ như là thế nào nhỉ? Trời vẫn còn có thể lạnh hơn nữa đấy. Các bạn nghe ra không? Mada mada samuku naru yo, được không nào? Còn nghĩa số 3, cái này các bạn chắc chắn đều biết rồi, đó chính là khi mà mình muốn khiêm nhường, khiêm tốn trước lời khen của ai đó. Ví dụ như mọi người có hay được khen là Nihongo ga jōzu desu ne không? Đúng không? Jōzu desu ne, lúc nào người ta cũng khen mình thế, dù mới chỉ Ohayo thế nào thôi, nhưng đã khen tiếng Nhật giỏi quá rồi thì mình có thể là đáp lại câu khen đấy bằng cách là yeah yeah, mada mada desu, đúng không? Có nghĩa là tôi cũng chưa tốt lắm đâu, đúng không? Vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện thêm chẳng hạn. Số 1 khá khó đúng không? Có nào biết nghĩa không? Guzu guzu chúng ta sẽ dịch là chần chừ. Chần chừ này, lề mề mọi người nhá. Đấy, các bạn có thể chụp nhanh lại màn hình hoặc ai đang tiện vở tiện sách thì memo lại luôn nha. Guzu guzu ví dụ như là đừng có lề mề nữa, đi ra ngoài thôi. Guzu guzu shinai de, dekakemasho đúng không? Dekakenasai. Được chưa mọi người? Memo lại nha. Hay. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu 23. Hay, mite kudasai. 健康のために何々毎日運動するようにしています。 1. なるべく 2. それほど 3. 必ずしも 4. なるほど. Hai. Ok, bạn Hà Nông Định chọn 1, Đạt Nguyễn Đức chọn 3, Phương Thảo 1, 1 và 3. Hai. Trong câu này có hai ngữ pháp rất là quen thuộc của N4, chính là từ tameni, vì đúng không mọi người? Còn đuôi câu là yonishiteimasu là thể hiện sự cố gắng đúng không? Mình cố gắng làm cái V đấy thật là đều đặn theo thói quen vào. Đấy, thế cho nên chúng ta sẽ chọn được phương án số 1 naruべく, như 95% các bạn đang chọn được rồi. Hay, ok. Thì mình sẽ dịch câu này như sau đúng không? Vì sức khỏe cho nên tôi đang cố gắng mỗi ngày đều vận động, đều tập thể dục càng nhiều càng tốt.
Các bạn nghe kịp không ạ? Narubeku càng nhiều càng tốt, đúng không nào? Còn sode hodo thì sẽ là đến mức như thế, sode là như thế, đúng không nào? Còn hodo thì chắc chắn là các bạn N3 đều học rồi, để nhấn mạnh về mức độ, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ dịch là đến mức như thế. Tôi không nghĩ là nó vất vả đến mức như thế đâu, đúng không? Sode hodo taihen janasaso desu. Hay. Còn số 3, kanarazu shimo, có một số bạn đang nhầm phương án này. Cái này thì mình sẽ dịch là chưa chắc là, không hẳn là. Còn số 4, naruhodo, người ta hay làm biểu tượng này, mọi người. Naruhodo, khi mà mình vỡ ra hoặc là mình kiểu thủng một cái kiến thức gì mới, đúng không? Một kiến thức mới được tiếp thu ấy mọi người, sẽ dùng naruhodo. Ok. 24 nào. So desu ne. Một là gì vậy? Một là narubeku càng nhiều càng tốt nha bạn Trường Sang nhé. 24 nào mọi người, 24. Designer wo mezashite iru kare wa yahari fukusou no nani nani ga ii. 1. Fashion. 2. Sense. 3. Suits. 4. Kara. Hay, một câu với kata. Được không? Hay, tất cả các bạn đang comment phương án đều nghiêng về số 1, Trần Hà cũng chọn 1. Sau khi chọn xong đáp án rồi, các bạn quay lên dịch cả câu nhé. Xem là mình đã nắm được hết cách đọc chữ Hán cũng như là từ vựng ngữ pháp có trong câu chưa. Chẳng hạn như chữ này các bạn đọc đúng không ạ? Mê là mắt đúng không? Sa sự là chỉ, ở đây bị biến âm thành mezashite iru kare wa, thì tất cả thành phần phía trước là một cụm chủ ngữ to đúng không ạ? Anh ấy đang hướng tới, đang nhắm tới mục tiêu là trở thành một designer là ai nhỉ? Một nhà thiết kế đúng không? Nhà thiết kế thời trang ấy mọi người. Cho nên quả nhiên là đúng không? Anh ấy rất có gu thẩm mỹ về thời trang. Đúng không? Ở đây có từ fukuso, nghĩa là quần áo thì là thời trang, được không nào? Còn mọi người đều đang chọn đáp án số 1. Ichi desu ka? Nhưng rất tiếc mọi người ơi, đáp án là ni bằng, là số 2. Tại sao lại là 2? Thì chúng ta nhớ, mình cũng nói rất rất là nhiều rồi, hầu như ngày nào cũng nói với học viên của mình, đó là học từ vựng, đừng học từ đơn, mà phải học theo cụm từ. Đúng không ạ? Bình thường các bạn học sen sự thôi thì nó chưa đủ, mình phải học là sen sự ga i. Được chưa? Thì nó sẽ mang nghĩa là ai đó có gu, có thẩm mỹ, có con mắt nhìn. Được chưa ạ? Sense gai, ở trong câu này thì mình sẽ dịch là anh ấy có gu thời trang nhỉ, có khiếu thẩm mỹ về thời trang nhỉ. Được chưa mọi người? Đấy là một câu cực kỳ dễ đánh lừa đây rồi đúng không? Fashion là từ thời trang, chính là từ fashion, các bạn cũng biết được chữ tiếng Anh rồi đấy. Nhưng trong câu này người ta không dùng là fukuso no fashion gai. Không nói. Không nói, nhớ nha. Nhớ là mình sẽ không bao giờ bị nhầm những cái câu tương tự như thế này nữa, được không nào? Biết đâu học tủ đúng không? Câu này xuất hiện trong đề thi năm nay thì sao? Các bạn lưu ý nha, phải memo lại nha. Số 3, sư trụ thì cái này học từ N5 rồi, có nghĩa là áo vest đúng không nào? Còn số 4, kara là color ấy mọi người. Màu sắc đúng không? Hai đáp án này không ai chọn. Ok. Đấy, nhầm thì nhầm số 1 với số 2 thôi, nhưng mà nó khác nhau. Mọi người đã kịp memo chưa? Tiếp thu được kiến thức này chưa ạ? Em vừa nhớ ra câu này có trong ví dụ của từ vựng N2, thấy chưa? Đấy, một cái nữa nhé, đó là các bạn học thì cố gắng lấy thật nhiều ví dụ vào. Đấy, thật nhiều ví dụ về cho mình biết cách kết hợp cũng như là sử dụng cái từ vựng đấy như thế nào mọi người nhé. Thì nó sẽ tốt trong quá trình mình đi thi này, và phản xạ kaiwa cũng sẽ nhanh hơn, nói chuyện sẽ trôi chảy và tự nhiên hơn. Hay, tiếp tục. Câu số 25. Enbitsu ni geshigomu wo tsuketa no wa yoi nani nani da to omo. Lại là một câu kata, xem có đánh lừa được mọi người không nhá, có làm khó được mọi người không nhá. 1. Idea. 2. Chance. 3. Balance. 4. Tema. Hay. Chúng ta đã đi được 5 câu đầu tiên rồi, có một câu dễ nhầm và hầu như ai cũng sai, liệu câu này có gỡ gạc được không? Phương Thảo 1, Mỹ 1, ok. Ngô Thanh Lịch 1, so desu ne. Trong câu này thì không có từ vựng hay chữ Hán nào quá khó đúng không? Mà chúng ta sẽ tìm một cái từ vựng nào đó thích hợp điền vào đây. Cái gì tốt đúng không ạ? Thì chính là cái idea, là cái ý tưởng, idea mọi người. Idea, ý tưởng đúng không? Dịch cả câu như thế này, mình đã cố gắng chuẩn bị trước một cái bút. Đây là bút chì truyền vía may mắn của Dũng Modi. Có bạn nào đang sở hữu chiếc bút này không ạ? Ở nhà mình cực kỳ nhiều cái bút này, mỗi lần đi thi là nhận được một cái. Và sắp tới tháng 12 thì Dũng Modi cũng sẽ phát bút nhá. Đấy, thì các bạn sẽ nhận để lấy vía may mắn nha. Ở đây mình sẽ có gì nhỉ? Tôi thấy đúng không? Cái việc mà mình gắn cục tẩy, đây là cục tẩy này đúng không? Gắn cục tẩy lên cái bút chì là một ý tưởng rất là hay. Nó sẽ tiện lợi hơn đúng không? Không phải lỉnh kỉnh cầm theo cục tẩy. Và bây giờ nó có luôn ở trên bút chì rồi. Còn số 2, chan sự thì là cơ hội đúng không nào? Cơ hội. Số 3, balance sự là cân bằng. Ví dụ cân bằng chất dinh dưỡng nhá. Đấy, cân bằng này. Còn số 4, tema là chủ đề. Đấy. Các bạn check xem là mình nhớ được hết bốn nghĩa của từ vựng này chưa? Thế chúng mình sẽ đi tiếp nhá, sang câu 26. 26 là hội thoại giữa A và B, bạn bè với nhau đúng không? Bạn A hỏi là Tsuken wa dekita? Nani nani wakaranakatta kedo daitai dekita yo.
Hay. Các bạn có giống cái này không ạ? Khi mà mình thi xong mình hay hỏi han đứa này đứa kia đúng không? Scanva de kita, có làm được bài không? Thì bạn bè trả lời là cái gì đó đúng không? Wakarana katta kedo, tôi không hiểu. Thế nhưng mà đại khái thì cũng de kita yo, cũng làm được rồi. Hay. Ichi, subete, ni, masu masu, san, tsugi tsugi, yon, dokoro dokoro. Hay. Ok, bạn Hùng nhanh nhất này, bạn Hùng Văn Bùi chọn một, subete. Nhật Vi chọn 1, hay Thánh Ta Tô chọn 4, Tokoro Dokoro, hay Bảo Long chọn 1, Thảo Lê chọn 2, Quân Rio 4. Ồ, Nhật Vi chọn 1. Câu này mọi người 1, 2, 4 luôn á hả? Thể Tiến cũng chọn 4, Thành Công chọn 1. Ồ, Như Quỳnh chọn 1. Câu này đáp án para para quá nhá. Hay, rồi mọi người sẽ cùng xem nhá. Câu tài vã, Yon bang desu, Tokoro Dokoro. Hay, phần trăm số người đúng cũng khá ít đúng không? Hay, chúng ta sẽ xem nha, tại sao lại là từ này nè. Mình có một mẹo mình cũng hay chỉ cho các bạn học viên. Tokoro mình hay dịch là nơi, chỗ đúng không? Chỗ đi. Bây giờ nó lấy bằng cách là nhân đôi cái từ đấy lên là dokoro. Thì chỗ x2 mình hay dịch là đôi chỗ đúng không? Dễ nhớ mọi người. Đôi chỗ, vài chỗ. Thì các bạn thử thử đặt từ đấy lên câu nào. Có đôi chỗ tôi không hiểu. Thế nhưng mà đại khái thì vẫn làm được rồi. Tức là phần lớn thì tôi vẫn làm được, đúng không ạ? Lúc này có một bạn chọn số 1 đấy, subete wakaranakata, tất cả tôi đều không hiểu. Thì mà câu nào cũng không hiểu thì làm sao mà cuối câu để kịp tài yếu được, đúng không? Một sai nha. Subete là tất cả, là toàn bộ. Số 2, masumasu là ngày càng. Nó phải diễn tả cái gì nhỉ? Sự thay đổi, đúng không mọi người? Thay đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực này. Còn tsugi-tsugi cũng là một từ rất là điển hình của N3 các bạn được học, đó chính là từ gì nhỉ? Lần lượt. Hay. Lần lượt, liên tiếp mọi người nhá. Ví dụ các bạn đi ăn ấy, thì lần lượt đồ ăn được gọi món đúng không? Được bày ra trên bàn. Hay. So this next. Số 2 là càng càng, số 3 là liên tục. Ok ạ. Đi tiếp nào mọi người. Câu số 27. Hay, 27 tiếp tục là cuộc hội thoại giữa A và B. Và mình gợi ý A chính là khách hàng, còn B là nhân viên. Sumimasen, kohi no okawari wo onegai shimasu. Hai, nani nani. Ichi, ryokai itashimasu. Ni, ojama itashimasu. 3. Shōchi itashimasu. 4. Kashikomarimashita. Hay, hơi dài một chút xíu đúng không? Đặc biệt là các bạn ở bên Nhật đúng không? Và các bạn nào mà đang đi làm thêm ở quán ăn, ở nhà hàng, nói chung liên quan đến ngành dịch vụ ấy, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để xử lý được câu này. Câu này ai mà đi quán nước nhiều gọi món thì sẽ làm được, đúng rồi. Đặc biệt là đi ăn đi uống ở bên ngoài ấy, mọi người. Nghe câu này cực kỳ nhiều luôn. Có bạn nào đang làm trong ngành dịch vụ như thế này không ạ? Hay, chắc chắn rồi, đáp án là số 4, Kashikomarimashita, đúng không mọi người? Bạn A, chị khách đúng không? Chị có nói là gì nhỉ? À, xin lỗi đúng không? Cho chị thêm một ly cà phê nữa. Ví dụ chị uống xong một ly rồi, bây giờ chị order thêm một ly nữa, đúng không? Thì bạn B mới trả lời là Kashikomarimashita, em hiểu rồi ạ, đúng không? Hoặc là em sẽ mang ra ngay đây, đúng không ạ? Thì nói chung từ Kashikomarimashita chúng ta sẽ dịch là em hiểu rồi, tôi hiểu rồi, dùng cho nhân viên của cửa hàng, của nhà hàng, vân vân, đúng không nào? Còn lại có bạn nào phân biệt được giúp mình đáp án 1, 2 và 3 tại sao nó sai không? Tại sao nó sai mọi người nhỉ? Ok, rồi chúng ta sẽ thử nghe phần giải thích sau đây nhá. Số 1, Ryokai itashimasu thì nó có nghĩa là hiểu, nó vẫn nghĩa là tôi hiểu rồi thôi. Thế nhưng mà sẽ được sử dụng trong môi trường công sở. Ví dụ các bạn nghe cái chỉ thị, đúng không? Chỉ đạo của cấp trên và mình sẽ trả lời phản hồi lại bằng cách nói Ryokai itashimasu, đúng không? Tôi hiểu rồi, tôi đã nắm được rồi ạ. Còn số 3, mình sẽ phân tích những đáp án mà na ná giống nhau nhá. Tức là 1, 3 và 4 nhá. Số 3, Shōchi itashimasu cũng có nghĩa là hiểu. Thế nhưng mà lại được sử dụng trong môi trường kinh doanh. Tức là các bạn trò chuyện, các bạn giao tiếp với khách hàng của mình mọi người nhé. Đó, nó không chỉ đơn giản dừng lại ở việc mình hiểu, mình nắm được cái thông tin đó, mà còn ngầm xác nhận là mình đã biết và mình sẽ thực hiện cái hành động này, được chưa? Mình sẽ chấp nhận và đồng ý thực hiện nhé. Cái này thì nó sẽ mang sắc thái kính ngữ và lịch sự cao hơn so với Ryokai itashimasu, và các bạn lưu ý là sử dụng với khách hàng của mình trong môi trường kinh doanh, đúng chưa? Còn cái số 3 thì nó hơi khác hẳn cái từ Ojama itashimashita. Cái này thì sẽ nói khi mà các bạn đến nhà ai đó chơi rồi lúc mình đi về ấy, mọi người, trước khi đến tức là các bạn đến nhà người ta rồi thì các bạn sẽ nói là Ojama shimasu, đúng không? Chơi xong rồi uống nước chán chê, ăn cơm mỏi mệt rồi, khi đi về thì mình sẽ nói là Ojama shimashita, được chưa nào? Mọi người nắm được chưa ạ? Ok nhá. Tiếp theo 28. Yubin kyoku de gokyo nani nani wo chiharau. Hay, một câu nữa để thể hiện là học theo cụm từ nó có ích như thế nào, đúng không? Ở đây có gợi ý là từ gokyo. Hay, gokyo. Các bạn nhìn thấy đuôi liên quan tới king, king, rio, rio, tiền nong gì đấy đúng không? Nhưng chỉ có một từ duy nhất có thể đi được với từ kokyo của mình thôi, từ công cộng ấy đúng không?
trả cái gì nhỉ? Chiharai, tôi trả tiền gì đó ở bưu điện đúng không? Về ý nghĩa của câu thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một cái từ nào thích hợp nhất mọi người? Ichi, daikin, ni, soryo, san, ryokin, yon, tesuryo. Hãy. Bạn Bảo Long chọn 3, Khuyên Phan 3, Hùng Văn Bùi 3, Thảo Lê 2. 3 và 2, nói chung là 3 vẫn nhiều hơn đúng không? Hãy. Đáp án của mình là 3 mọi người nhá. Các bạn nhớ học theo cụm này. Kokyo ryokin chính là những cái chi phí sinh hoạt mà chúng ta phải chi trả hàng tháng ấy mọi người. Ví dụ như là tiền điện, tiền nước. Điện mình có từ gì nhỉ? Denki dai. Tiền nước mình có từ gì? Suido dai đúng không? Rồi là tiền điện thoại cũng thế, denwa dai. Thì tất cả những cái tiền mà ngày tháng nào mình cũng phải chi trả cho nó thì chính là Kokyo ryokin, được chưa ạ? Con số 1, daikin là những cái khoản tiền mà mình chi trả để thanh toán khi mà mình mua hiện vật. Ví dụ các bạn tiền đi mua sắm đi, đấy thì sẽ là kaimono daikin. Con số 2, soryo, nhìn cái chữ này thì không nhầm đi đâu được đúng không? Chữ gửi đấy mọi người. Thì soryo chính là tí phí vận chuyển, hay bây giờ mình hay gọi là phí ship, mình viết phí ship cho ngắn gọn nhé. Đấy, phí ship. Còn cuối cùng, tesuryo có nghĩa là gì? Phí dịch vụ. Phí dịch vụ này, rồi là tiền hoa hồng, tiền môi giới trong bất động sản đấy mọi người. Đấy. Hay. Ok chưa? Mọi người cặp cứ nhìn lại nhá. 29. Ginko kouza o hiraita da nani nani to getsu card o kuremashita. 1. Chihe. 2. Tsucho. 3. Inkan. 4. Gouka. Hay. Liên quan tới ngân hàng mọi người nhá. Ginko kouza. Hay. Các từ vựng liên quan tới chủ đề ngân hàng này. Bảo Long 2, Như Quỳnh 2, sổ ngân hàng, Văn Bùi 2. Không sai đi đâu được. Sư trộ chính là sổ ngân hàng. Đúng rồi ạ. Hãy, mình viết bên cạnh nhé. Sổ ngân hàng. Trong quá trình chúng ta cùng chữa thì các bạn comment phương án dịch của cả câu nào. Sổ ngân hàng. Hãy, ở đây chúng ta sẽ có từ vê tà đà, đúng không? Và cuối câu động từ cũng chuyển sang quá khứ. Nên mình sẽ dịch là sau khi. Sau khi tôi mở tài khoản ngân hàng, đúng không? Ginko koza. Thì họ đã đưa cho tôi hai cái đúng không? Bởi vì tốt là liệt kê mà. Thứ nhất đó là cái sổ ngân hàng và cái gì mọi người nhỉ? Getsu card chính là thẻ đúng không? Thẻ để rút tiền mặt đó. Số 1 từ chihe chính là tiền gì nhỉ? Tiền giấy. Các bạn cứ comment xuống bên dưới nhá, tiền giấy. Số 3 inkang là con dấu. Đúng chưa? Con dấu. Còn số 4 koka là tiền xu ạ. Ii desu ka? Memo shimashita ka? Hai, いいですね. Rồi, 次です. 30. Hai. 30 nào mọi người. 旅行の予約を前日に何々したら、お金は1円も返ってこなかった。1. 申し込み。2. 調整。3. 無視。4. キャンセル。Chúng ta cần tìm một động từ đúng không? Đứng trước したら。Và để có thể phù hợp nhất với nghĩa câu này thì các bạn thử xác nhận xem những cái vế 1 và vế 2 nó mang nghĩa là gì nhá. Câu hơi dài đúng không? Là cho một chút xíu thời gian mọi người đọc cả câu nhá. Hai. Ok, check shimasu ne. Kotae wa 4 bảng de cancel chính là từ cancel. Bạn biết thế này không nhỉ? Đúng không mọi người? Cancel là việc mà mình hủy cái gì đó đúng không? Vậy là sau khi tôi hủy cái gì đi về ộ đúng không nào? Hủy việc đặt trước chuyến du lịch vào ngay ngày hôm trước. Cái từ này đọc là zenjitsu. Ví dụ các bạn hẹn là mùng 10 đi du lịch đúng không? Thế nhưng mà ngay ngày hôm trước chính là ngày mùng 9 ấy, các bạn lại tự nhiên hủy vì một cái lý do đột xuất nào đấy, thì cái zenjitsu mình sẽ hiểu là mình hủy ngay vào ngày hôm trước, cho nên không được nhận lại một đồng yên nào đúng không? Ví dụ mình đặt cọc hết trơn rồi nhưng mà mình hủy ngang đúng không? Mình hủy hợp đồng, hủy đơn phương đấy, thế cho nên mình không nhận lại được một yên nào cả. Số 1 chính xác, từ này sẽ đọc là Moshikomi là đăng ký. Hai, đăng ký này. Số 2, chose là điều chỉnh. Điều chỉnh. Còn số 3, mushi là phớt lờ. Là ngó lơ đúng rồi, là bơ đúng không? Chúng ta hay gọi vui là bơ. Bơ ai đấy? Ok chưa nào? Hay, mình xin phép 20 giây đúng không? 20 giây dành cho quảng cáo mọi người nhé. Chương trình sẽ trở lại sau khi quảng cáo xong nên các bạn đừng vội đi đâu cả, đúng không ạ? Hay, mình muốn thông báo cũng như là muốn giới thiệu cho mọi người, đó chính là khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc mà Dũng Ori sẽ triển khai ở 3 cấp độ N3, N2 và N1. Lịch học sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 4 tháng 11 là đầu tháng sau luôn. Thời gian sẽ là vào tối 24/6 khung giờ 19 đến 21 giờ của Việt Nam. Hình thức học là các bạn sẽ học trực tuyến qua Zoom cùng với 4 giáo viên, đó là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Trong khóa này thì các bạn sẽ được học những gì? Thứ nhất đó là chiến lược làm bài thi này, những tip hữu ích luyện đề, và mình sẽ có một tổng hợp một cách chính thống, chuẩn xác các dạng đề và được giảng giải chi tiết. Mục tiêu của cả khóa đó là giúp chúng ta tăng 20 đến 30 điểm so với thời điểm mà các bạn bắt đầu khai giảng luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới mục tiêu này.
Tiếp theo là ưu đãi, thứ nhất là các bạn sẽ nhận được một bộ ebook bao gồm tổng hợp chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp của cấp độ đó. Thứ hai là tặng kèm thêm một khóa luyện đề online ở trên app Dũng Modi, lên trị giá lên tới 900.000 đồng. Và đương nhiên rồi, dù là các bạn học khóa nào của Dũng Modi thì cũng sẽ có một phần cam kết, và riêng khóa này thì sẽ là cam kết đỗ. Nếu bạn nào không đỗ thì sẽ được học lại miễn phí một lần mọi người nha. Cho nên là yên tâm, mà một khi mà mình đã quyết tâm, mình đã đăng ký học, bỏ tiền, bỏ thời gian công sức ra rồi thì chắc chắn là phải đỗ, đúng không? Hay. OK, chúng ta quay lại câu 31 nha. Tomato wa saisho ni atsui o iu wo kakeru to kawa ga kantan ni nani nani. Các bạn đọc hết chữ Hán không nhỉ? Cái này trong khóa N3 có này, kawa này, o iu các thứ đây đúng không? Các bạn đọc hết rồi nhỉ? Số 1, hanareru. Số 2, hazureru. Số 3, nigeru. Số 4, mukeru. Hay, 4 động từ. Rất nhanh, bạn Hùng Văn Bùi chọn 4 là bóc vỏ. Quỳnh Như cũng 4, gọt vỏ. Phan Chiến 1, 4 và 1 à, là hai phương án mà các bạn đang phân vân. Rồi, phương án của chúng ta là 1, 3, 2, 4 đây. Dòng bảng đề, thật ra nó có một cái mẹo ấy mọi người. Ở đây các bạn nhìn thấy từ kawa chính là từ da, từ vỏ đúng không? Thì nó đi được với động từ mukeru liên quan đến việc bóc vỏ, lột vỏ gì đấy, đúng không nào? Còn cụ thể nghĩa của câu này thì chúng ta sẽ dịch như sau. Chúng là quả cà chua, đúng không nào? Tomato. Tiếp theo, oyu wo kakeru to, tức là nếu mà mình rót nước nóng vào thì vỏ của nó có thể bong ra một cách đơn giản, hoặc chúng ta có thể bóc một cách đơn giản dễ dàng. Các bạn có ăn được cái vỏ cà chua đấy không? Ví dụ những cái món nấu hay là xào các thứ mà có cà chua ấy, là mình cũng sẽ làm theo cái phương pháp này để bóc trước cái vỏ của nó đi, xong rồi mới xào nấu, để trong quá trình ăn mình không ăn phải cái vỏ đấy. Hơi khó tính một chút xíu đúng không? Các bạn khác thì thế nào ạ? Số 1, hanare được là từ cách xa, cách ly đúng không? Ví dụ bây giờ tôi đang sống xa gia đình này, các bạn nói được câu đấy không ạ? Trong quá trình mà mình học từ vựng ấy thì mình cũng có một cái phương pháp là mình sẽ học những cái từ đi kèm với nó này, mình học luôn cả từ trái nghĩa, đồng nghĩa của nó luôn ấy mọi người. Bởi vì một câu mình đã học rồi đúng không, thì mình sẽ học hết những gì liên quan tới nó. Đấy, thì ví dụ như câu này mình hay nhớ cái câu ví dụ đặc trưng của nó là ima kazoku to hanarete hitori kurashi o shite imasu. Các bạn có nghe được không? Có nghĩa là bây giờ tôi đang sống một mình xa gia đình, đúng không? Sống xa gia đình đấy. Số 2, hazureru, nó sẽ có rất là nhiều nghĩa. Ở đây một số nghĩa tiêu biểu nhất chúng ta có thể kể đến như là gì mọi người nhỉ? À, cái cúc đi, đúng không? Cái cúc bị bung, bị tuột đấy ạ. Botan ga hazurete iru này. Hay là các bạn nào chơi xổ số ở Nhật bao giờ chưa? Kuji, đúng không? Kuji ga hazurete iru, là mình đánh cái con này nhưng nó lại về con kia. Nói chung là bị chật, bị trượt so với cái dự đoán của mình, đúng không nào? Còn số 3 nigeru thì dễ rồi, nó có một nghĩa thôi, đó chính là từ chạy trốn, bỏ trốn, tẩu thoát, đúng không? 32 mọi người nhé, 32 nào. Ike no nani nani de genka ni natta. 1. Surechigau. 2. Kayoe. 3. Kotowari. 4. Kuraberi. Hãy danh từ gì nhỉ? Đi được với ý kiến. Ý kiến. Bạn Hoài chọn 1, Thành Công 1, Nguyễn Thắm 4, 1 và 4, Kuraberi. Hãy Đặng Văn Tài 3, 1, 3, 4, Bonbon 3, Kotowari. Hãy Quỳnh Như 1, do lệch ý kiến nên cãi nhau. Ý ですね, chính xác. Sure chigau là đáp án của câu này, câu 32 của chúng ta. Một đúng không? Sure chigau. Hay, từ này có hai nghĩa mọi người nhé. Nghĩa số 1 trong câu này trước đi, đó là liên quan tới ý kiến thì mình sẽ dịch là bất đồng quan điểm. Đúng không? Bất đồng quan điểm. Đấy, vì bất đồng quan điểm nên chúng tôi đã cãi nhau. Còn một nghĩa nữa là cái từ lướt qua nhau. Mình sẽ viết tạm chữ lướt qua nhau nhé. Mình hay gọi là nói vui với học viên, đó là các bạn cứ nhớ cái từ này trong cái bài gì mà mình bước qua đời nhau ấy mọi người. Đấy, thì ví dụ trên đường đúng không, hai người đi lướt qua nhau này, hoặc là xe cộ lướt qua nhau thì sẽ dùng từ sure chigai, được chưa? Thì ý kiến lướt qua nhau tức là nó không có một cái điểm chung gì để dừng lại với nhau cả, thế cho nên sẽ là việc bất đồng, đúng không nào? Số 2, kayoe sẽ là từ đi đi về về này, lui tới, nói chung là thể hiện cái tần suất đều đặn đi nhiều. Ví dụ các bạn đi học, đi làm, hay là các ông bà lớn tuổi thì phải đi viện thường xuyên định kỳ ấy, đúng không? Thì sẽ là kayoe. Số 3, kotowari là từ chối, còn số 4, kurabedi là so sánh, đúng không nào? Hãy ii desu ne. Ba ba nha. Hãy 33 bạn mite kudasai. Song Hỉ 1, Bonbon 1, Lê Văn Huy 1, Quỳnh Như 1 là mùa mưa. Hãy Lê Xuân Hiếu 33 chọn 1, so desu ne, chính xác rồi mọi người. Suyu chính là mùa mưa, đúng không? Dịch cả câu này, cái này các bạn biết đọc không ạ? Ji ki đúng không, chính là từ thời kỳ đấy. Thời kỳ mưa thì chúng ta sẽ hiểu là mùa mưa thôi nhá. Mainichi tenki ga warukute, ngày nào thời tiết cũng xấu, cũng âm u, đúng không? Cho nên sentaku mono ga kawakanai, có nghĩa là quần áo phơi mãi không khô, đúng không? Giặt mãi không khô. Đấy, mùa mưa, mùa ẩm ướt, người ta gọi là
See you. Còn số 2, Chiki, các bạn nhìn thấy số 4 ở đây đúng không? Nên Chiki mình sẽ hiểu là 4 mùa, xuân hạ thu đông đấy, gọi tắt là Chiki. Số 3, Yoki, nếu dùng cho thời tiết thì mình sẽ dịch là thời tiết đẹp. Ví dụ như là Kyo Yoki ga ii ne, đúng không? Thời tiết đẹp, nắng ráo, nắng ấm ấy, thì sẽ dùng từ này, Yoki ga ii. Nhưng mà ý nghĩa thì không phù hợp được trong câu đúng không? Cái nghĩa thứ hai là với chức năng giữ tính từ, mình sẽ thể hiện cái tính chất, cái tính cách của con người, ví dụ như là Yoki na hito đúng không? Những người rất là thoải mái, vui vẻ, cởi mở, được không nào? Còn số 4, từ Kiko của mình chính là từ khí hậu. Ok chưa? Khí hậu trong câu này, thời kỳ khí hậu không hợp lý đúng không? Nên là 4 không chọn được ấy mọi người. Đấy, chúng ta sẽ hiểu là mùa mưa, thế cho nên nó đi kèm với từ này này, quần áo không khô, kawakanai. Chuẩn chưa? Bà Tư nha, hay. Watashi wo sodatete kureta ryōshin ni nani nani shiteiru. Câu này rất dễ, 100% các bạn phải làm đúng nha. Hai. Ichi. Kange ni shitsubo san gansha yon kitai. Hai, nan ban desu ka? Có một cái từ mà rất hay đi cùng với bố mẹ ấy. Đúng không? Chúng ta nhớ mẹo như thế là làm nhanh lắm. Hay. Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra tôi. Đây là phương án dịch của bạn Mạnh Quốc. Bạn Hùng Văn Bùi chọn 3, ý nghĩa là biết ơn. Cảm ơn, biết ơn, so desu ne, chính xác ạ. Ở đây mình có từ kansha, Hán Việt chính là từ cảm tạ đúng không? Thì nghe cái Hán Việt thôi là mình cũng đã đoán được ngay ý nghĩa rồi, là thể hiện sự biết ơn của mình đúng không? Tôi rất biết ơn bố mẹ đúng không? Đã nuôi dạy tôi, đã nuôi nấng tôi lên người. Ok không nào? Còn số 1, kange, số 2, shitsubo, số 4, kitai có nghĩa là gì nào? Các từ này thì đều thuộc trình độ N3 hết phải không nào? Các bạn học hết chưa hay có từ nào mới không? Đúng rồi, số 1 là hoan nghênh, chính xác, kange, hay chúng ta còn có từ kange kai ấy mọi người, là những cái bữa tiệc hoan nghênh chào đón thành viên, nhân viên mới đúng không nào? Shitsubo là thất vọng, chữ thất và chữ vọng luôn ấy, thất vọng. Còn số 4, kitai là kỳ vọng. Hay. 35. Aisu ni boku no jinsei wo nani nani ni sareta, thể bị động. Bị động. 1. Boko boko. 2. Shiwa shiwa. 3. Mecha mecha. 4. Bitsukucha. Hay, từ lái tiếp đúng không? Các bạn có sợ từ lái không? Từ lái thì nghe đọc vui tai đúng không? Toàn là kata hoặc là hida đơn giản thôi. Thế nhưng mà nghĩa của nó thì cũng không hề đơn giản, không đơn giản cho lắm. Đúng không? Nên là mình phải dành nhiều thời gian cho nó nhá. Hay, Đỗ Hương là chọn câu này luôn đúng không? Đỗ Hương chọn 3 này. Hay, bạn Đặng Văn Tài chọn 1. Hay, cứ đến câu nào mà là katakana hay là từ lái là mọi người chọn nhiều đáp án khác nhau lắm. Ai tự là hắn ta, gã ta đúng không? Boku no jinsei là cuộc sống, cuộc đời của tôi như thế nào? Lan Nguyễn chọn 4. 134. Quá sợ từ lái. Quá sợ luôn à? Đấy. Bắt đầu lên N3 chúng ta học nhiều từ lái rồi đúng không? Đấy, cho nên là đây cũng là một nỗi sợ. À, tài cũng 3. Ok. Đáp án của chúng ta là 3 luôn mọi người nhá. Thì mechakucha có nghĩa là hỗn loạn đúng không? Thì mình sẽ dịch như sau. Hắn ta đã làm cho cuộc đời của tôi trở nên hỗn loạn, tức là sao nhỉ? Anh ta đã phá hoại cuộc đời tôi đúng không? Đấy, kiểu như là mang nghĩa tiêu cực ấy ạ. Mechakucha. À, mecha mecha, đúng rồi. Còn boko boko là bầm dập te tua. Mọi người nghe nhá. Bầm dập te tua, ví dụ đi đánh nhau ấy. Đấy, boko boko, được chưa? Số 2, shiwa shiwa là nhăn nheo, nói về quần áo này, giấy tờ này hay là da rẻ. Nhăn nheo, nhăn nhúng cả lại, gọi là shiwa shiwa. Còn số 4, mechakucha là gì nhỉ? Mechakucha là nói nhiều. Ví dụ, mechakucha yu chẳng hạn, shaberu chẳng hạn. Đấy. Betsakucha là nói nhiều mọi người nhá. Betsakucha to shaberu. Chỉ biết dịch là anh ta phá hoại cuộc đời tôi. Đấy là một cách dịch rất là tốt đấy chứ. Như Quỳnh, đúng rồi, bạn chọn 3 là bừa bộn lộn xộn. Đúng rồi, hay. Hắn ta đã hủy hoại cuộc đời tôi này, hoặc là đã làm cho cuộc đời tôi rối tung cả lên đúng không? Rối tung rối mù. Đấy. 36. Nen matsu nenshi wa mise ga zenbu shimatte machi ga nani nani ni naru. Đang sợ đúng không? Chung cái lỗi sợ này, chúng ta làm thêm một câu nữa nhé. 1. Heto heto. 2. Gara gara. 3. Gata gata. Yong, kada kada. Hay. Hùng Văn Bùi 2. Ali Lê 4. Huỳnh Như 3. Bạn Miền chọn 2 là vắng tay. Như Quỳnh chọn 2 là vắng tay. Đúng rồi. Đấy, mà các bạn comment luôn được cả ý nghĩa thì chắc chắn là mọi người đang rất tự tin với phương án của mình đúng không? Hay, gada gada chính xác là vắng tay. Vắng tay. Đấy, đặt vào ngữ cảnh của câu này đúng không? Nên matsu nenshi là thời điểm đầu năm cuối năm ấy mọi người, là ai ai cũng tấp nập về quê hết rồi đúng không? Cho nên là các cửa hàng, các cửa hiệu cũng sẽ đóng cửa này và thành phố trở nên vắng tanh và ngắt. Gada gada. Ok. Còn số nào nhỉ? Số 1 các bạn dịch được chưa? Heto heto có nghĩa là gì nhỉ? Phờ phạc, mệt dã rời. Ví dụ heto heto ni tsukareta đúng không? Tôi mệt dã rời. Đấy. Còn số 3, gata gata là làu bầu. Ví dụ gata gata yu na đúng không? Không được làu bầu lèm bèm nữa. Hoặc một nghĩa nữa mình thấy hay sử dụng với từ này hơn, đó chính là từ răng khấp khểnh. Răng không đẹp, không đều nhau thì sẽ là ha ga gata gata, răng khấp khểnh nhá. Còn số 4, kara kara là gì nhỉ?
Ừ, là khô khốc, đúng rồi. No đồ gạ, kara kara, khô cổ ấy mọi người, khát nước ấy. Rồi, đấy nè. Rồi, rất là nhiều bạn chọn hai. Vào cuối năm cửa hàng đóng hết, thành phố vắng tanh, chính xác. Mạnh Quốc giảng dịch rất hay. Hai. Tiếp tục câu số 37, 37. Lại là câu hỏi về phó từ tiếp. お茶を飲んで何々する。1. ドット。2. ホット。3. サラット。4. ハット。はい。4cái tổ đúng không? Bây giờ các bạn thích cái tổ nào nào? Kim Tuyến chọn 3, Hà Nông Định chọn 2, Bảo Long 2, Trần Hạt 2. Ừ, nhưng 2 là nhiều đúng không? Minh Trúc chọn 2, hay. Vũ Yến Nhi chọn 2, Thanh Miền 2, thở phào nhẹ nhõm, chính xác. Hay. Đúng rồi, tức là sau khi uống trà xong tôi thấy nhẹ cả người đúng không? Nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái lên hẳn. Hay. Hột tốt sứ đựng. Đột tộ là bất thình lình, bất chợt, ví dụ như là tự nhiên lại cười ầm lên đúng không? Đột tộ và đạt tạ. Hay là nghĩa ùn ùn kéo tới, ví dụ khách hàng này hoặc là đơn hàng ùn ùn kéo tới cùng một lúc luôn. Đấy. Còn nghĩa số 3 chúng ta có từ sadato. Từ này thì sẽ mang nghĩa là trơn tru, tăm tắp, làm một cái việc gì đấy, không gặp trở ngại gì cả. Còn số 4 từ hatto thì mang nghĩa là ngạc nhiên, sửng sốt mọi người nhé. Ừ, ok. 38 nè. Nani nani tomodachi no himitsu o hanashite shimatta. Những cái câu cuối này nghe có vẻ dễ hơn đúng không? Hay. Đáp án số 1 nào. Shikari. Số 2 ukkari. 3 sappari và 4 là kippari. Lúc đấy là vừa 4 cái tô thì bây giờ là 4 cái ri. Các bạn chọn cái ri nào? Hay, bạn Bon Bon chọn 2, bạn Trần Hà chọn 2, Mai Cua 2, Song Hỷ 2, Ukari, đúng rồi, chính xác ạ. Các bạn học thì mình nhớ là Ukari hay đi với đuôi VT Shimatta hoặc là Chata gì đấy đúng không? Để thể hiện cảm xúc là tiếc nuối, mình lỡ, mình chót làm cái gì rồi. Câu này thì sẽ hiểu là tôi lỡ nói ra bí mật của bạn rồi, đúng chưa nào? Các bạn khác, Shikari là gì cả lớp mình nhỉ? Shikari là cẩn thận, nghiêm túc. Số 3, Sappari là có nhiều nghĩa lắm. Nếu mà về tính cách thì mình sẽ dịch là thẳng tính này. Về món ăn thì là nhạt vị, là thanh đạm. Còn về cảm giác thì sẽ là sảng khoái. Còn một khi nữa là hoàn toàn không cơ. Đấy, mình vừa liệt kê cho mọi người nghe bốn ý nghĩa chính của sappari mọi người nhá. Còn từ kippari thì sẽ mang nghĩa là thẳng thừng, dứt khoát. Đúng rồi, nó đồng nghĩa với từ chui, chính xác. Đều mang ý nghĩa là lỡ, là chót làm gì đấy. Đấy. 39. Konna omoi motsu o motsu nante watashi ni wa nani nani dekinai. 1. Sukunaku tomo. 2. Totemo. 3. Sumari. 4. Honno. Hai. Hai, rồi 39, bạn Trần Hà rất nhanh, bạn chọn được 4 rồi. Honno dekinai hả? Sau no nó phải là một danh từ á, đúng không? Ừ, cho nên dekinai không hợp lý thôi. Có bạn nào muốn quay xe thì quay nhanh còn kịp nhá. Cua luôn nào. Song Hỷ 39 chọn 2, Totemo 2. Hà Nông Định chọn 2, ok ạ. Rồi, so this ne, đáp án của mình là 2. Nhiều khi nó dễ hơn mình tưởng ấy, đúng không? Mình cứ phức tạp hóa vấn đề thôi. Nhưng mà nhiều khi cái từ đấy nó rất là đơn giản. Thì trong câu này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Tôi đúng không? Không thể nào cầm sách hoặc là mang được những cái đồ nặng như thế này đâu. Đúng không mọi người? Tức là rất không thể, tức là tuyệt đối nó không thể, không được đâu đúng không? Còn số 4 hono, ví dụ như là từ hono kimochi đúng không? Chỉ là chút tấm lòng thành thôi ấy. Thì cái từ hono mình sẽ dịch là chỉ này. Sukunaku tomo dịch là gì mọi người? Tối thiểu là, ít nhất là, chí ít là, nó hay đi với trọng lượng này hoặc là số lượng, giá cả vân vân nhá. Sumari cũng là một cái liên từ rất là quan trọng trong đọc hiểu và ngữ pháp của N3. Mình sẽ dịch là nói cách khác là, tóm lại là, có nghĩa là hoặc tức là vân vân. Đúng nào? Các bạn học hết bốn từ này chưa? Chưa biết từ nào thì có thể là memo lại nhanh nha. Câu cuối cùng của mình đi ạ. Câu cuối cùng cũng là câu dài nhất nhưng chưa chắc là khó nhất. Các bạn thử xem nhá. Watashi wa apato kariru nara yoshitsu yori washitsu no hou ga ii desu. Tatami ni futon o nani nani neru no ga ochitsuku shi tatami no nioi ga suki dakara desu. Bốn động từ được chia sẵn sang thể tê rồi, bao gồm 1 fuite, 2 shite, 3 koide và 4 mai tệ. Hãy. Bạn Bảo Long chọn 2, trải thảm. Mạnh Quốc cũng chọn 2 này, Kim Tuyến 2, Song Hỷ 2, Đỗ Hương 2. So this ne. Mình không nhầm thì từ futon oshiku là đã có trong buổi live của tuần trước, cũng là N3 luôn đúng không? Nó sẽ là một cái cụm đi kèm với nhau là từ trải thảm, trải đệm ấy đúng không mọi người? Ở đây cái câu này các bạn nhìn lần lượt thôi, dài thì dài nhưng mà chúng ta cứ chia nhỏ ra mình dịch nhá. Nếu đúng không? Nada. Nếu thuê một căn hộ thì tôi thích cái gì nhỉ? Thích cái gì hơn cái gì đấy? Tôi thích phòng kiểu Nhật hơn là phòng kiểu phương Tây, đúng không nào? Sau đó mình sẽ có VT mà sẽ là tôi thích đúng không? Cả cuối câu này. Da kara desu là bạn ấy nêu ra nguyên nhân lý do tại sao bạn nói như vậy đúng không? Bởi vì tôi thích trải trải đệm đúng không ạ? Ở trên tatami và ngủ cái cảm giác nó rất thế nào mọi người nhỉ? Ochitsuku
rất là thoải mái, dễ chịu đúng không? Và tôi cũng thích mùi hương của chiếu tatami nữa, ok không? Đấy, từ chi cự của mình có nghĩa là trải là lót nhá. Còn số 1, phu y tê là được chia của từ phu cự, nó không có chữ Hán thì mình sẽ liệt kê hai trường hợp của N3 này. Phu cự thứ nhất có thể là gió thổi, ví dụ kaze ga fuku. Ý nghĩa số 2 có thể là lau, ví dụ các bạn nói là lau bàn đúng không? Jokin de teburu fuku, mình lau bàn bằng giấy lau. Còn số 3, gu y tê là được chia của go cự, các bạn có thể dịch là chèo thuyền, fune o go cự, dịch là đạp xe, jitensha o go cự, hay là đẩy xích đu cũng được, vừa đang cố cô cự để cho mọi người. Còn số 4, ma cự cũng không có chữ Hán, mình sẽ lấy cho mọi người hai ví dụ. Ma cự đầu tiên là từ quàng khăn, các bạn biết khăn không? Cái khăn mà mình sẽ quàng vào mùa đông ấy, ma furao ma cự, hay là gieo hạt, hạt mình học rồi nhỉ, tane đúng không ạ, tane o ma cự. Đấy, thì các bạn sẽ tổng hợp lại xem những cái ý nghĩa liên quan. Câu này hình như em nghe ở đâu rồi thì phải, có trong đề GLBT N2. Hey, nhìn có vẻ dài dài đúng không? Nhưng mà nếu mà để làm mẹo ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến cái vị trí này thôi. Và mình nhìn thấy tatami ni futon thì là chi cự đúng không? Động từ trải lót đấy mọi người. 4 là bọc hoặc là dắt giải. Ờ đúng rồi, giải mình vẫn gọi là gì nhỉ? Gieo hạt đấy đúng không? Taneo ma cự. Ok chưa? Hay, và đấy là 20 câu của ngày hôm nay liên quan tới chủ điểm GLBT N3 mọi người nhá. Các bạn thử check xem là mình làm đúng được bao nhiêu câu ạ? Có bạn nào được mang tên không? Hay, rồi. 10 giây cuối cùng, các bạn nhớ thả like, thả tim, share live stream này cho Dũng mau đi nhé. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa tiếp 20 câu của N2 và do thầy Dũng like mọi người nhé. Nếu có thời gian và đặc biệt là các bạn đã học N2 thì chắc chắn là phải vào live stream mọi người nha. Ok, hay cảm ơn tất cả mọi người vì đã ở đây tận giây phút cuối của live như thế này. Bảo Long được 18/20, thành công được 14/20. Có bạn nào được mang tiền thì cứ mạnh dạn flex nhé. Và em được mang tiền thế này, em được 20/20 đây này. Có không ạ? Hai, じゃあ今日はこれで、皆さんお疲れ様でした。また明日ね。バイバイ。